Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 9. Chương 81. Lão Yên trốn. Tốt nhất là các cậu nên quản lý tốt ông ấy đi, nếu không ông ấy sẽ sớm phát điên. Dư Thành Trạch đi đến góc lều ngồi xuống, sau đó đột nhiên nói ra một câu như thế. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tôi biết ông ta đang nói đến Lão Yên, vì thế tôi mang theo vẻ mặt lo lắng mà liếc nhìn Lão Lão. Tuy nhiên, ai ngờ đúng vào lúc này, Lão Yên lại đột nhiên nhảy dựng lên rồi trực tiếp nhào về phía Dư Thành Trạch. Dư Thành Trạch tựa hồ cũng không ngờ tới, chỉ thấy ông ta sửng sốt một chút, cứ như vậy mà nhìn thẳm tắp vào con dao găm đang đâm về phía mình, thậm chí còn không biết né tránh. Tôi nhỏ giọng mắng một câu, sau đó nhanh chóng đi lên ngăn cản, bởi vì lúc này Dư Thành Trạch không thể chết được. Cảm ơn. Sau khi tôi ngăn Lão Yên lại, Dư Thành Trạch không mặn không nhạt nói một câu, mà tôi cũng không đếm xỉa tới ông ta. Bởi vì Lão Yên giống như bị kích thích vậy, sau khi thấy bản thân không làm Dư Thành Trạch bị thương, liền chuyển sự chú ý về phía tôi. Chớ nhìn ông ấy đã 40-50 tuổi, nhưng thân thủ của ông ấy nhanh nhẹn vô cùng. Không biết có phải do bị kích thích hay không mà sức lực của ông ấy cực kỳ mạnh mẽ, có mấy lần suýt chút nữa đã khiến tôi không cản được. Lão Yên, nhìn thấy tư thế liều mạng của ông ấy, tôi giận dữ hét lên một tiếng. Nhưng động tác của ông ấy không hề dừng lại, sau khi cua con dao găm một cái lại lao về phía tôi. Trước đó tôi vốn đang ở thế phòng thủ, nhưng lúc này lửa giận trong lòng cũng đã bị ông ấy móc ra, cho nên tôi đã trực tiếp đấm ra một đấm. Nhưng ai ngờ ông ấy lại bắt lấy thời cơ này mà cầm lấy con dao găm xẹt qua cánh tay tôi một cái và gây ra một vết máu. Lần này tôi cũng hoàn toàn tức giận, bất chấp tất cả mà lao về phía trước. Sau khi đỡ được dao găm của ông ấy hai lần thì tôi dùng một quyền quật ngã ông ấy xuống đất. Không đợi ông ấy kịp vùng vẫy thì bản thân đã đặt mông ngồi xuống ngang hông của ông ấy và thuận tay ném con dao găm ra xa. Thấy ông ấy không thể giãy giụa được nữa, tôi đã đấm một quyền vào mặt của ông ấy. Ông lừa ông đây đến nơi chim không thèm đẻ trứng, chính mình thì phát điên trước, chơi chiêu này tốt đấy. Ông sắp phát điên đúng không? Vậy để ông đây thành toàn cho ông. Tôi đấm từng quyền vào người của ông ấy, mỗi lần nện một quyền là sẽ mắng một câu, đồng thời trút hết toàn bộ cơn giận trong lòng ra ngoài. Mặc dù biết một đường đi tới của chúng tôi, những người bị mất mạng đều không có liên quan gì đến Lão Yên. Nhưng nếu ông ấy không khăng khăng muốn tìm Cổ Quốc Trường Dạ thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng này của ông ấy thì tôi lại tức giận. Trường An, đủ rồi. Rắn độc hét lớn một tiếng, mà lúc này tôi cũng nhận ra Lão Yên đã bị tôi đánh đến mức muốn bất tỉnh. Tôi ngã sang một bên rồi thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới nhận ra mình đã quá khích rồi, cuối cùng là bất lực lắc đầu nói. Rắn độc, anh nói xem chúng ta bị làm sao vậy? Rắn độc im lặng không nói gì, mà tôi cũng không mong đợi anh ta sẽ trả lời. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát thì kéo Lão Yên sang một bên rồi trói lại. Kế tiếp mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa về việc rốt cuộc thì ông ấy đã xảy ra chuyện gì. Nếu như ông ấy muốn phát điên thì ông ấy đã sớm phát điên từ lúc chết nhiều người rồi, không có lý do gì mà đang yên đang lành lại trở nên như vậy. Cậu xem thử trên người của ông ấy có thứ gì kỳ lạ không? Rắn độc nói, tôi vỗ nhẹ vào đầu, sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Vì vậy, tôi đã lập tức lục soát một lượt nhưng vừa tìm thì lại thấy ngoại trừ thứ ở bên trong túi chống thấm nước của ông ấy khác với chúng tôi, những thứ còn lại đều không khác gì. Chờ thôi, tôi có chút thất vọng, chỉ hy vọng sau khi Lão Yên tỉnh lại thì sẽ tỉnh táo, nếu không ông ấy sẽ không chịu nổi thêm một trận đánh của tôi mất. Nhưng Lão Yên vẫn luôn không tỉnh dậy, vào buổi tối sau khi tôi và rắn độc một trước một sau gác đêm, cũng không thấy ông ấy có động tĩnh gì. Ngược lại là Dư Thành Trạch ở một bên lại liên tục trằn trọc, dường như đang che giấu tâm sự gì đó. Trời gần sáng, mắt thấy Lão Yên không thể làm gì được, mà lúc này tôi lại buồn ngủ không chịu nổi nên dứt khoát nằm ở một bên nghỉ ngơi. Trường An, Lão Yên đâu? Tiếng giống giận dữ của rắn độc truyền đến đã đánh thức tôi từ trong mộng. Trong lúc tôi còn đang mê man chưa tỉnh thì đã chỉ vào góc lều nói không phải ông ấy vẫn đang. Nhưng vừa nói được một nửa, tôi mới nhận ra trong góc lều đã sớm không còn bóng dáng của Lão Yên.
Sợi dây tôi dùng để trói ông ấy đang nằm rải rác ở một bên, trên đó còn có vết máu mờ nhạt. Sau khi lão Yên thoát ra thì đã bỏ chạy. Tôi đi tìm ông ấy. Đối mặt với sự chất vấn của rắn độc khiến tôi cũng có chút băn khoăn, bởi vì người gác đêm từ nửa đêm về sáng vốn là tôi, hiện tại lại phát sinh sơ suất như vậy cũng nên để tôi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không yên lòng về tình trạng của lão Yên. Rắn độc phiền não gãi đầu, cậu tính đi đâu tìm ông ấy? Tóm lại là phải tìm, cho nên anh tự mình cẩn thận chút. Nói xong, tôi liếc mắt nhìn Dư Thành Trạch một cái, ông ta khẽ hừ một tiếng, tựa hồ rất khinh thường lời nói của tôi. Rắn độc gật nhẹ đầu, yên tâm, tôi tự có chừng mực. Tuy vẫn còn chưa yên lòng nhưng bây giờ tôi đã không còn cách nào khác. Tôi cầm súng và treo hai băng đạn lên hông rồi bước ra khỏi lều và chạy thẳng về phía ốc đảo. Dù sao thì đây cũng là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến vào lúc này. Chương 82: Ăn xác xích mào. Khi đi qua bãi cát đỏ đó, trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu nên đã chạy thật nhanh qua nơi đó. Lúc tôi đang định đi về phía bờ sông, tôi chợt nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây gần đó. Tôi rất quen thuộc tới âm thanh này, đây là âm thanh nhai nuốt. Lão Yên, tôi thử gọi một tiếng. Âm thanh nhai nuốt đó dừng lại trong vài giây, sau đó càng dùng sức nhai nuốt mạnh hơn. Trong lòng tôi có loại dự cảm không lành nên đã lặng lẽ cầm súng trên tay rồi đi tới. Sau khi đi xuyên qua bụi cây thì nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở trên mặt đất và quay lưng về phía tôi, đang gặm thi thể của xích mao trên tay. Lão Yên, tôi kinh sợ hét lên một tiếng. Lão Yên dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt có chút không vui giống như một con mãnh thú bị cắt ngang bữa ăn, thậm chí còn muốn nhai nuốt cả tôi. Xung quanh khóe miệng của ông ấy đều là máu đỏ tươi, thi thể đã biến mất vào ngày hôm qua đang chất đống ở dưới chân ông ấy. Tình trạng này hẳn là đã bị lão Yên nhai nuốt gần hết. Ông đang làm gì vậy? Bộ dạng của ông ấy khiến tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Tôi đang muốn chạy tới, nhưng ai biết vừa nhấc chân lên đã nghe thấy từ trong miệng của ông ấy phát ra tiếng ô ô giống như tiếng của dã thú. Tôi choáng váng, cho dù lần này tôi có tự lừa dối bản thân đến mức nào thì cũng biết ông ấy đã xảy ra vấn đề. Có lẽ tôi đã lâu không cử động khiến ông ấy cảm thấy tôi không còn là mối đe dọa nên quay lại gặm thi thể, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ quay đầu nhìn tôi đầy cảnh giác. Tôi siết chặt khẩu súng ở trên tay, thừa dịp ông ấy không chú ý đã lao thẳng về phía đó rồi đánh báng súng vào đầu của ông ấy. Sau khi nhìn thấy ông ấy đã ngã oạt sang một bên thì tôi mới thở nhẹ ra một hơi. Sau khi kéo đối phương sang một bên, tôi ngồi xổm người xuống để kiểm tra thi thể của xích mao. Phần lớn trên những thi thể này đều đã có dấu răng của lão Yên, những mảnh thịt còn sót lại cũng bị vo thành viên, tựa hồ muốn nuốt chửng trong một lần. Vừa nhìn những thứ này đã khiến tôi cảm thấy có chút buồn nôn, khó có thể tưởng tượng được lão Yên đã trúng phải loại thuốc mê nào mới có thể làm ra loại chuyện như vậy. Trả lại cho tôi. Trong khi tôi còn đang nghiên cứu thi thể, phía sau đã truyền đến tiếng gầm giận dữ. Khi tôi nhìn lại, không biết lão Yên đã tỉnh dậy từ khi nào, chỉ thấy ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ ngầu, bộ dáng đó như thể tôi đã lấy đi thứ quý giá nhất của ông ấy. Lão Yên, ông tỉnh táo lại đi. Tôi khuyên bảo, nhưng ông ấy hoàn toàn không nghe lọt, chỉ lao thẳng về phía tôi. Khi thấy không còn cách nào khác, tôi đành phải giơ súng lên rồi bắn một phát vào phía trước chân của ông ấy, dừng lại. Nếu không tôi sẽ bắn chết ông. Điều khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là ông ấy lại không hề sợ chết, động tác cũng không hề chút dừng lại. Mà tôi cũng không dám nổ súng với ông ấy, sau khi chửi thề một câu thì cũng chỉ có thể dùng súng làm gậy, sau đó bất đắc dĩ đập lên đầu của ông ấy. Ô ô, lão Yên nghẹn ngào một tiếng, âm thanh đó hoàn toàn không giống như con người có thể tạo ra, khiến tôi cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Lập tức nghĩ đến giọng nói trong máy ghi âm, tiếng gầm gừ của những người đó trước khi chết có vẻ hơi giống với lão Yên. Tôi lập tức hoảng sợ và cố gắng nghĩ ra giải pháp trong khi đối phó với lão Yên. Dù sao bản thân cũng chưa từng gặp qua loại tình trạng quỷ dị như thế này, nhất thời không thể nghĩ ra cách nào để giải quyết vấn đề. Mục đích của lão Yên không phải là đánh ngã tôi, sau khi bước tôi lùi sang một bên lại ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu cắn nuốt thi thể của xích mao. Dưới tình thế cấp bách tôi trực tiếp cởi áo ra rồi kéo ông ấy từ dưới đất dậy, sau đó lại để ông ấy nhìn về phía sau lưng của tôi nơi có hình xăm cửu long. Bởi vì tôi nhớ lần đầu tiên khi ông ấy nhìn thấy hình xăm này, thần sắc rõ ràng rất khiếp sợ.
mà thứ này cũng có thể dọa xác khô lùi lại, cho nên hiện tại tôi chỉ có thể hy vọng thứ này có thể có tác dụng gì đó. Nhớ ra chưa? Tôi quay đầu lại rồi hét vào mặt ông ấy. Chỉ thấy ông ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lưng của tôi, trong khi một tay vẫn còn cầm một miếng thịt đẫm máu. Nhìn thấy ông ấy như vậy làm tôi cảm thấy có hy vọng, sau đó lại thúc giục ông ấy, nhưng ai ngờ ông ấy lại đột nhiên nhét miếng thịt vào miệng rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi không có phòng bị nên lập tức bị ông ấy đẩy ngã xuống đất, sau đó ông ấy há miệng gặm hình xăm của tôi, như thể đó là một thứ gì đó ngon lành. Tôi bị ông ấy gặm đến đau nhức, một cỗ lửa giận xông lên, lưng của tôi cong lại rồi lật ông ấy sang một bên. Sau đó tát một cái thật mạnh vào mặt của ông ấy, nếu ông chỉ có chút bản lãnh này, tôi sẽ không đi theo ông lăn lộn nữa. Không biết là do cái tát hay là lời nói của tôi có tác dụng, màu đỏ như máu ở trong mắt của lão Yên đã nhạt đi một chút, sau đó chỉ nghe ông ấy yếu ớt nói, nước. Nước gì? Tôi vừa định hỏi lại cho rõ ràng thì ông ấy lại nghiêng cổ rồi hôn mê bất tỉnh. Tôi khẽ chửi thầm một tiếng rồi nhìn ông ấy hồi lâu, sau khi thấy ông ấy không có dấu hiệu tỉnh lại, đành phải cam chịu kéo ông ấy đi về phía bờ sông. Tôi cũng không biết nước mà ông ấy nói là có ý gì, dù sao đến lúc này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết chữa thành ngựa sống. Tôi kéo ông ấy tới bờ sông, dù sao tôi cũng đã bị ông ấy làm cho kiệt sức nên tôi cũng không có tâm tư hầu hạ ông ấy. Chính vì thế mà tôi đã ấn thẳng đầu của ông ấy xuống nước. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, vật chứa trứng trùng. Điều đáng kinh ngạc là lão Yên vừa rồi trông như bất tỉnh, vậy mà lúc này lại vô thức bắt đầu uống từng ngụm nước. Ngay lúc tôi tưởng ông ấy sắp uống đến nổ bụng thì cuối cùng ông ấy cũng chịu dừng lại, nhưng tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, chỉ gục ở chỗ này như một bãi bùn nhão. Tôi sợ ông ấy chết đuối nên đã kéo ông ấy ra khỏi mặt nước, rồi ngồi ở một bên trông chừng ông ấy. Nấc! Vài phút sau, lão Yên đột nhiên ợ hơi, tôi chưa kịp phản ứng, thì ông ấy đã bò về phía trước vài bước, sau đó bắt đầu phun nước ra ngoài. Điều này cũng khiến tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ vừa rồi ông ấy đã uống quá nhiều nước? Ngay khi tôi vừa nghĩ tới điều này thì đã nhìn thấy có gì đó kỳ lạ, chỗ nước mà ông ấy phun ra đã chuyển sang màu đỏ. Tôi giật mình chạy lại nhìn, vừa nhìn thấy đã tê cả da đầu, thứ màu đỏ này là một đám côn trùng này vừa tiếp xúc với nước đã bơi đi. Lão Yên phun ra 5-6 ngụm côn trùng xong thì mới xem như phun ra sạch sẽ, nhưng không chờ tôi kịp nói gì thì ông ấy đã mở miệng nói, đi mau. Nhìn dáng vẻ của ông ấy trông giống như cực kỳ kiêng kỵ đám côn trùng này nên tôi cũng không có hỏi nhiều. Trực tiếp kéo ông ấy tới một nơi an toàn, sau đó mới lên tiếng hỏi ông ấy còn nhớ những gì mình đã làm không. Tôi đương nhiên nhớ rõ, sắc mặt của ông ấy đã trở nên tái nhợt, cả người cực kỳ suy yếu. Tôi hỏi ông ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói, cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra khi cậu đi lấy nước vào tối qua không? Sao lại không nhớ rõ? Tôi gật nhẹ đầu, nhưng lúc ấy cũng không xảy ra vấn đề gì mà. Lão Yên cười khổ nói chúng tôi đã đánh giá thấp Dư Thành Trạch rồi, bởi vì ông ta đã bỏ đám trứng trùng này vào bình nước ngay dưới mí mắt của chúng tôi. Chờ đến khi trở về lều trại đã âm thầm đổi hai bình nước của chúng tôi với nhau, dù sao hình dạng của hai cái bình nước đều như nhau, cho nên cũng không có ai để ý tới. Mãi đến sáng sớm hôm nay khi ông ấy uống nước trong bình thì mới phát hiện ra khác thường, mà ông ấy cũng biết chính mình đang làm gì, nhưng lại không khống chế được. Những con côn trùng đó à? Vừa nghĩ tới những con côn trùng đó đã khiến toàn thân tôi nổi hết da gà. Lão Yên chỉ vào dòng sông, chắc là trứng trùng của xích mao. Tôi hoang mang nhìn về phía ông ấy, sau đó ông ấy hỏi tôi có biết nếu uống phải trứng trùng của xích mao thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Tôi không biết, nhưng nhìn bộ dạng kia của ông thì cũng không phải chuyện tốt lành gì. Tôi lắc đầu, tôi chỉ biết về xích mao, những chuyện còn lại thì tôi không biết. Lão Yên thở dài nói, tôi cũng không biết sau khi uống phải trứng trùng của xích mao sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết có một loại trứng trùng của một số côn trùng sau khi uống vào sẽ xảy ra tình trạng tương tự. Nhìn bộ dạng này của tôi thì có lẽ hai loại trứng trùng này giống nhau đến mấy phần. Vừa nói, ông ấy vừa móc ra một điếu thuốc từ trong ngực, run rẩy châm lửa rồi hút hai hơi, sau đó mới chậm rãi nói một câu khiến tôi dựng tóc gáy. Sau khi uống phải trứng trùng,
người đó sẽ trở thành vật chứa sẽ không tự chủ được mà nuốt một số đồ ăn có ích cho trứng trùng. Chờ đến khi những trứng trùng này phát triển thành côn trùng thì sẽ chui ra khỏi cơ thể người. Đến lúc đó, tác dụng cuối cùng của người làm vật chứa chính là số lượng máu thịt còn sót lại trên cơ thể sẽ trở thành bữa ăn đầu tiên của những con côn trùng này. Tôi liên tưởng đến đám côn trùng vừa rồi, lại không có cách nào để tưởng tượng ra hình ảnh những thứ đó chui ra khỏi cơ thể lão Yên sẽ là cái dạng gì. Dư Thừa Trạch muốn ông chết, tôi nắm chặt tay. Nhưng lão Yên lại lắc đầu, nói là ông ta muốn Manh Hiệp chết. Trên người của Manh Hiệp có mùi máu tươi của Xích Mao, lúc bản thân phát tác chắc chắn sẽ lập tức tấn công Manh Hiệp. Sau đó nuốt chửng Manh Hiệp làm thức ăn cho trứng trùng, nếu không có rắn độc một mực trông coi thì có lẽ lúc này Manh Hiệp đã chết rồi. Và lý do ông ấy chạy ra ngoài cũng là vì tấn công Manh Hiệp không thành lại ngửi thấy mùi của Xích Mao, cho nên lúc này mới liều mạng thoát khỏi sợi dây trói. Tôi cười lạnh nói, e rằng không chỉ có như thế, đoán chừng ông ta còn muốn toàn quân của chúng ta bị tiêu diệt. Manh Hiệp chết rồi, lão Yên chưa chắc có thể sống tiếp được, chờ đến lúc trứng trùng ở trong cơ thể của ông ấy trưởng thành và chui ra ngoài. Đến lúc đó những người không có phòng bị trước như chúng tôi đây tự nhiên cũng sẽ biến thành vật hy sinh. Lão Yên cau mày nói, về việc tôi đã khôi phục thì tạm thời đừng rêu rao, tôi luôn cảm thấy mục đích của Dư Thành Trạch không đơn giản như vậy. Trứng trùng ở trong cơ thể tôi cần ít nhất là nửa tháng để trưởng thành, ông ta không cần phải tốn công như vậy, cho nên chúng ta cứ tạm thời bí mật quan sát trước đã. Tôi ừ một tiếng, sau đó hơi lúng túng hỏi ông ấy về chuyện trước đó ông ấy có nói đến nước, có phải là muốn nhắc nhở tôi nước mà Dư Thành Trạch mang về có vấn đề không? Đúng vậy, không ngờ thằng nhóc cậu xuống tay lại tàn nhẫn như thế. Lão Yên trừng mắt nhìn tôi, nhưng cậu đánh bậy đánh bạ lại vô tình cứu tôi một mạng. Xem ra nước ở nơi này càng thích hợp với Xích Mao hơn là một vật chứa như tôi. Tôi cười hì hì nhưng không dám nói chuyện, dù sao thì ông ấy cũng nhớ hết mọi chuyện, tự nhiên cũng nhớ rõ chuyện tôi đã đánh ông ấy rất nặng. Tôi sợ mình nói nhiều quá sẽ khiến ông ấy nhớ lại. Chương 84, Manh Hiệp tỉnh. Đi thôi, chúng ta trở về. Lão Yên đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi sờ vào người mình, sau đó lúng túng nói tôi không mang theo dây thừng. Lão Yên hỏi tôi phải làm sao bây giờ, tôi nhìn thoáng qua báng súng, rồi cười xấu xa nói, Lão Yên, lại để ông chịu ủy khuất rồi. Nói xong, tôi không chờ ông ấy kịp phản ứng đã lấy báng súng đập vào đầu ông ấy. Nhưng trước khi lão Yên gục xuống đã kịp mắng một câu, tên khốn kiếp nhà cậu không để ông đây giả vờ ngất xỉu được sao? Tôi sờ đầu, vừa rồi tôi thật sự không nghĩ tới chuyện này, nhưng ông ấy cũng đã bị đập rồi cũng chỉ có thể như thế này thôi. Tôi vác lão Yên lên lưng rồi cõng về lều, cũng may là rắn độc và Dư Thành Trạch đều bình an vô sự. Ông ấy thế nào rồi? Rắn độc lo lắng hỏi. Tôi đen mặt nói ông ấy vậy mà lại chạy đi ăn xác của Xích Mao, mà tôi thì không thể chịu nổi nên đã đánh nhau với ông ấy một trận, rồi đánh cho ông ấy bất tỉnh, sau đó mới mang trở về. Tại sao lại như vậy? Rắn độc cau mày. Tôi lắc đầu nói bây giờ cũng chỉ có thể trói lại trước, chỉ cần ông ấy không xảy ra chuyện là được. Lúc này Dư Thành Trạch đột nhiên mở miệng nói, sao cả người ông ấy lại ướt thế này? Tim tôi đập thình thịch, tưởng là mình đã bị phát hiện, nhưng trên mặt vẫn vô cảm nói, sao vậy, còn không cho phép tôi ném ông ấy vào trong nước à? Nếu không có nước, ông đây cũng không thể xử lý được ông ấy. Nói xong tôi phớt lờ Dư Thành Trạch, trói lão Yên thật chặt. Vì để chân thật hơn, tôi còn cố ý trói sợi dây chặt hơn cả hôm qua, đồng thời dặn rắn độc nhất định phải để mắt tới ông ấy. Nhưng sau khi dặn dò xong thì tôi mới nhận ra, bởi vì trên thực tế chính tôi đã không để mắt tới lão Yên nên mới khiến ông ấy chạy ra ngoài được, điều này cũng làm cho tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng may là rắn độc không so đo với tôi, chỉ nghiêm túc gật nhẹ đầu. Vật lộn cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng thấy thoải mái hơn một chút, sau khi ăn một ít lương khô thì đổi ca cho rắn độc đi nghỉ ngơi. Cậu tên là Trường An. Sau khi rắn độc ngủ say, Dư Thành Trạch đột nhiên đi tới. Tôi cảnh giác liếc nhìn ông ta một cái. Sao vậy? Sao giáo sư Dư lại đột nhiên nhớ tới việc hỏi tên tôi? Ha ha, tôi chỉ cảm thấy cậu rất có tiền đồ. Ông ta nói một câu có ý không rõ ràng, thấy tôi không có ý định trả lời, ông ta cũng không hỏi nữa, ngược lại nói muốn đi ra ngoài. Tôi giật mình hỏi ông ta muốn đi đâu? Đi bờ sông, làm sao thế? Chẳng lẽ cậu cũng muốn đi cùng với tôi sao?
Dư Thành Trạch cười nửa miệng nhìn tôi. Tôi biết ông ta sẽ đi kiểm tra tình hình nên trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn mỉm cười nói. Vật lộn cả buổi sáng rồi, cho nên tôi cũng không muốn lại chạy đi nữa, cho nên ông tự mình đi đi. Dư Thành Trạch có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ đi ra ngoài. Sau khi xác định Dư Thành Trạch đã đi xa thì tôi mới vỗ nhẹ Lão Yên, tôi xuống tay cũng không có nặng, cho nên mới đi được nửa đường thì ông ấy đã tỉnh lại. Sau khi tôi vỗ nhẹ ông ấy liền mở mắt, ông ta đi rồi sao? Ừ, chắc là đi xem tình hình ở bờ sông, làm sao bây giờ, liệu ông ta có phát hiện ra gì không? Tôi có chút khẩn trương, bởi vì tôi không biết nếu Dư Thành Trạch phát hiện ra thì sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lão Yên cũng có chút không chắc chắn, chỉ nói sẽ không sao đâu. Tôi còn đang mặt ủ mày trao thì Lão Yên cười nói, phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao cũng không có việc gì lớn. Ông ấy phân tích, nếu không phát hiện thì chúng tôi sẽ âm thầm quan sát, nếu thật sự phát hiện ra thì chuyển từ tối thành sáng, về sau lại chú ý nhiều hơn là được. Sau khi nghe ông ấy nói như vậy thì tôi mới cảm thấy yên tâm một chút. Dù sao lần này chúng tôi coi như là đánh bậy đánh bạ mới phát hiện ra thủ đoạn của Dư Thành Trạch, cho dù không có tác dụng cũng không sợ, chí ít chúng tôi cũng cảnh giác hơn. Lần này Dư Thành Trạch quay lại rất nhanh, từ trên nét mặt của ông ta thì không thể nhìn ra được ông ta có phát hiện ra điều gì không. Nhưng xét theo hành động sau đó của ông ta thì chắc là đã biết rồi. Nếu như ông ta đã biết, vậy thì Lão Yên cũng không cần phải giả vờ nữa, ông ấy chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp để hồi phục là được, nhưng rắn độc lại choáng váng một lúc. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày, Manh Hiệp cũng đã tỉnh lại và việc đầu tiên anh ta làm là dùng giọng khàn khan đi xin nước. Rắn độc cho anh ta uống một ít nước, đợi đến khi anh ta cảm thấy đỡ khát rồi thì mới hỏi chúng tôi hiện đang ở đâu. Gần với ốc đảo kia, dù sao anh cũng bị thương nên chúng tôi cũng không tiện xuất phát. Rắn độc trả lời, Manh Hiệp khẽ gật đầu rồi lại ngủ thiếp đi. Những ngày tiếp theo thỉnh thoảng anh ta sẽ tỉnh lại, tuy tình trạng vẫn không được tốt lắm nhưng cũng có thể nhìn ra anh ta đang dần hồi phục lại, điều khiến chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy rắn độc không nói, nhưng chúng tôi cũng biết anh ta cũng không có lòng tin có thể cứu sống được Manh Hiệp, dù sao anh ta cũng bị thương quá nặng, môi trường trong sa mạc cũng không tốt. Cũng may là Manh Hiệp đã chống đỡ được, vào ngày thứ 3 đã có thể tự đứng dậy đi lại. Vết thương của cậu ta cũng sắp khỏi rồi, có thể đi được rồi chứ. Nghỉ ngơi tại chỗ 3-4 ngày, Dư Thành Trạch cuối cùng không chịu nổi nữa. Sau khi Lão Yên xác nhận Manh Hiệp quả thực không có vấn đề gì liền đồng ý yêu cầu của Dư Thành Trạch. Mấy người chúng tôi thu dọn đồ đạc xong thì lúc này mới bắt đầu lên đường. Ban đầu chúng tôi vốn nghĩ đến việc đổ đầy nước trước khi rời đi, nhưng vừa nghĩ đến những con côn trùng đó thì chúng tôi cũng coi như thôi. Cũng may là vẫn còn đủ nước để dùng, nếu uống tiết kiệm thì có thể cầm cự được cho đến khi tìm được nguồn nước tiếp theo. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, bị ăn mất đầu. Sau sự việc của Xích Mao, chúng tôi càng cảnh giác với Dư Thành Trạch hơn, chỉ là ông ta cũng không thèm quan tâm vẫn làm theo ý của mình. Chỉ khi lộ trình đi bị trạch hướng thì mới phát biểu một chút ý kiến của mình. Còn bao lâu nữa? Tôi lau mồ hôi trên mặt, xung quanh vẫn là sa mạc mênh mông vô tận, điều này luôn mang đến cho tôi cảm giác tuyệt vọng dù có đi thế nào cũng không thoát ra được. Lão Yên nhìn thoáng qua Dư Thành Trạch, sau đó lắc đầu, tôi không biết, theo lý thì chúng ta phải ở gần rồi mới đúng. Tôi gãi đầu bực bội, sau đó lại nhìn về phía Manh Hiệp ở một bên, hỏi xem liệu anh ta có thể kiên trì được không. Mặc dù vết thương của anh ta đang hồi phục rất tốt, nhưng việc bôn ba nhiều ngày như vậy cũng không phải là chuyện tốt đối với một người đang bị thương. Anh ta xua tay tỏ ý mình không sao, sau đó liếc nhìn xung quanh, rồi dùng giọng điệu có chút kỳ lạ, nói anh ta cảm thấy tử khí ở xung quanh ngày càng nặng, chắc là sắp đến rồi. Nghe anh ta nói như vậy khiến tôi cảm thấy có chút bất an, nhưng Lão Yên lại hưng phấn sau khi nghe ông ấy giải thích xong. Tôi mới biết được Manh Hiệp rất nhạy cảm với những thứ như cổ mộ, có thể cảm nhận được sự vật mà người bình thường không thể cảm nhận được. Răng rắc, tôi đang đi rất bình thường, nhưng đột nhiên bản thân lại giẫm phải thứ gì đó và phát ra âm thanh chói tai. Tôi giật nảy mình rồi vội vàng nhảy sang một bên, chỉ thấy ở dưới lớp cát vàng mơ hồ có một xác chết. Đào ra xem thử đi. Sắc mặt của Lão Yên thay đổi, tôi cũng vội vàng đi tới rồi đào lớp cát vàng ra,
lộ ra manh mối về thứ bên dưới. Trên mặt đất có hai xác chết khô, đầu đã biến thành xương trắng, nhưng da thịt ở trên người vẫn còn đó. Bên ngoài phủ lấy thứ gì đó giống như dịch nhầy, nhưng chất nhầy này đã khô và hòa lẫn với xác chết trông rất buồn nôn. Khi tôi nhìn thấy xác chết này, phản ứng đầu tiên của tôi chính là bọn họ dường như bị thứ gì đó nuốt vào rồi lại phun ra. Mặc dù suy nghĩ này thật vô lý nhưng tôi nghĩ điều đó không phải là không thể xảy ra ở sa mạc kỳ lạ này. Đây có phải là người mà ông đã phái ra trước đây không? Nhìn thấy thần sắc của lão Yên như thế, tôi mở miệng hỏi một câu. Ông ấy ừ một tiếng, nói trang phục ở trên người của xác chết này quả thực chính là của một nhóm tiên phong khác, trước đó ông ấy còn ôm hy vọng. Nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy tình trạng của hai thi thể này, đoán chừng những người khác cũng không còn sống. Xác chết này quá kỳ lạ. Rắn độc ngồi xổm ở bên cạnh xác chết, sau đó mang găng tay lật ngửa xác chết lại, nói trên người của xác chết này không có vết thương nào. Chỉ có một lớp chất nhầy đã bị hong khô, giống như là bị chất nhầy này ngăn cản hô hấp nên mới ngạt thở mà chết. Manh Hiệp lắc đầu nói, bọn họ bị ăn. Cái gì? Rắn độc đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó không đồng ý nói, sao có thể như vậy được? Nếu như bị ăn thì sao xác chết này còn nguyên vẹn được? Tôi cảm thấy rất hứng thú với những gì anh ta nói, bởi vì nó trùng khớp với suy nghĩ của tôi. Manh Hiệp dùng tay vuốt ve đầu của xác chết rồi nói, không nguyên vẹn, cái đầu này không phải về sau mới hóa thành xương trắng. Chúng tôi hiểu ý của anh ta, hai người này đã bị ăn mất đầu. Sắc mặt của rắn độc lập tức thay đổi, anh ta đưa tay nâng đầu của xác khô lên nhìn hồi lâu rồi mới gật nhẹ đầu. Anh nói đúng, trên hộp sọ có dấu răng mờ nhạt, nhìn dấu răng này có lẽ bọn họ đã gặp phải thứ gì đó rất lớn. Sau đó anh ta chỉ dấu răng kia cho chúng tôi nhìn, chỉ thấy cái dấu răng này chiếm một nửa hộp sọ, trông giống như một vết lõm trên hộp sọ, cũng khó trách vừa rồi rắn độc lại xem nhẹ nó. Thứ này trông không giống dấu răng, nếu không có Manh Hiệp thì tôi chỉ nghĩ đó là một vết sẹo ở trên hộp sọ mà thôi. Thứ này phải to đến mức nào mới, có hàm răng to như vậy. Tôi lẩm bẩm một câu. Không ai có thể trả lời câu hỏi này của tôi, trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc nhìn về phía xác chết. Lão Yên không nói lời nào, chỉ yên lặng tìm kiếm manh mối xung quanh xác chết, một lúc sau mới lắc đầu nói không còn gì cả. Manh Hiệp chỉ vào một chỗ ở trên hộp sọ của xác chết rồi nói, thứ bọn họ để lại đều ở đây. Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn chơi trò bí hiểm nữa, mau nói đi, anh đã tìm thấy thứ gì rồi? Lão Yên bất đắc dĩ nói. Manh Hiệp lắc đầu, hiện tại còn khó nói, tôi chỉ cảm thấy thứ đã giết chết bọn họ dường như không thể sống sót trong sa mạc. Ồ, tôi cảm thấy hứng thú và hỏi anh ta lý do. Anh ta trợn mắt nhìn tôi một cái rồi mới giải thích, nói là có rất ít động vật có kích thước lớn có thể sống sót được trong sa mạc. Thứ nhất là không có chỗ để xây tổ, thứ hai là hình thể càng lớn thì càng cần nhiều hơi nước. Nói chung là đối với loại động vật có kích thước lớn sẽ rất khó để tìm đủ nguồn nước trong môi trường sa mạc này, mà đây cũng là lý do tại sao lạc đà lại quý giá như thế. Tôi không đồng tình nói, nhưng mọi chuyện trên con đường này không thể suy đoán theo lẽ thường được. Nếu anh ta nói điều này với tôi khi tôi mới vào sa mạc thì chắc chắn tôi sẽ coi đó là thật, nhưng sau khi đã gặp qua nhiều quái vật không thể tưởng tượng được, tôi lại không tin tưởng cho lắm. Manh Hiệp mỉm cười, đúng vậy. Nhưng mỗi một con quái vật mà các người gặp ở trên đường không phải đều đáp ứng tiêu chuẩn sinh tồn trong sa mạc sao? Chương 86, ánh mắt theo dõi. Tôi còn muốn nói điều gì đó, nhưng lão Yên lại gật nhẹ đầu, nhìn dấu răng này, có lẽ thứ này còn lớn hơn cả lạc đà, rất khó có thể sống được ở trong sa mạc. Cho nên thứ này đến từ cổ quốc. Manh Hiệp kết luận. Mặc dù biết không khí không đúng, nhưng tôi vẫn hưng phấn mà xoa hai tay, nói như vậy, cổ quốc đang ở gần đây à? Đi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đến nơi, khiến tôi không thể kiềm chế nổi sự kích động ở trong lòng. Lão Yên nghiêng mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt nặng nề nói, không biết kế tiếp sẽ gặp phải chuyện gì. Nếu sinh vật vô danh này thật sự đến từ cổ quốc thì tại sao nó lại chạy ra ngoài, hay là nói cổ quốc đang ở ngay dưới lòng bàn chân của chúng ta? Không phải ở đây. Dư Thành Trạch vẫn luôn giữ im lặng lại đột nhiên nói ra một câu, chúng tôi lập tức nhìn về phía ông ta, muốn nghe xem ông ta có ý kiến gì. Nhưng không ngờ ông ta lại ngừng nói và chỉ dục chúng tôi đi nhanh lên. Lão Yên cau mày nói, giáo sư Dư, nếu anh đã biết cổ quốc ở đâu,
Sao không nói cho chúng tôi biết phải mất bao lâu thì mới đi đến đó được? Dư Thành Trạch nhìn chúng tôi đầy giễu cợt, sau đó nói với tốc độ này của chúng tôi thì vĩnh viễn cũng không thể đến đó được. Giáo sư Dư, vậy mời ông đi trước đi. Tôi nhún vai, sau đó làm ra dáng vẻ không tiễn. Dư Thành Trạch trừng mắt nhìn tôi, cũng không nói gì thêm. Tôi và Lão Yên liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có gì đó không đúng. Xét thái độ của Dư Thành Trạch mà nói, rõ ràng ông ta đã coi chúng tôi là gánh nặng. Nhưng kêu ông ta đi trước thì ông ta lại không chịu đi, cũng không biết rốt cuộc ông ta lại có ý định quỷ quái gì. Còn chưa chịu đi à? Thấy chúng tôi vẫn không nhúc nhích, Dư Thành Trạch vội vàng thúc giục, càng lúc càng lo lắng. Lão Yên xua tay, không muốn tranh cãi với ông ta, sau khi chôn hai thi thể xong thì mới tiếp tục lên đường. Nắng rất gắt, lúc đầu tôi còn có tâm trạng nói chuyện vài ba câu với Lão Yên, nhưng càng về sau tôi càng không muốn nói chuyện nữa, cứ máy móc đi theo họ từng bước một. Vừa rồi có phải có thứ gì chạy ngang qua không? Trong lúc tôi nóng đến mức muốn ngất xỉu thì chợt cảm thấy có một cơn gió thổi qua, mặc dù rất nhẹ nhưng tôi có thể chắc chắn cảm giác này không sai được. Tựa hồ có thứ gì đó lướt qua rất nhanh, cho nên lúc này tôi mới kinh ngạc nói như vậy. Mọi người đều dừng lại hỏi tôi thấy gì, nhưng tôi lại lắc đầu nói không thấy gì cả, chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua. Trường An, có phải cảm giác của cậu đã sai rồi không? Tôi ở ngay phía sau cậu mà, nhưng không hề cảm nhận được gì. Rắn độc nhìn hai bên, sau đó hỏi. Tôi lắc đầu, khẳng định cảm giác của mình không sai. Cẩn thận một chút luôn không sai. Lão Yên nhìn thoáng qua tôi, sau khi xác nhận không có thứ gì mới thản nhiên nói. Nhưng Dư Thành Trạch lại cười lạnh một tiếng, nói chúng tôi nghi thần nghi quỷ. Chúng tôi cũng không để ý tới ông ta, dạo gần đây tính tình của ông ta ngày càng dễ nóng nảy, mà chúng tôi cũng lười tranh cãi với ông ta. Dù cuối cùng không nhìn thấy gì nhưng tôi vẫn cảm thấy rùng mình như cũ, như thể có thứ gì đó vẫn luôn ở phía sau lưng nhìn chằm chằm vào tôi. Mặc dù tôi đã quay lại mấy lần nhưng đều không thấy gì, cuối cùng tôi chỉ có thể quy tội bản thân đã bị mặt trời phơi đến ngu người. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Vào giữa trưa, nắng gắt đến mức không ai có thể mở mắt nổi, Lão Yên đi đến một nơi râm mát, sau đó đặt ba lô xuống đất rồi ngồi xuống trước. Nhưng vừa ngồi xuống, ông ấy liền bật dậy kêu lên vì hạt cát ở đây quá nóng, cuối cùng đành phải ngồi lên ba lô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thấy có chỗ nghỉ ngơi, chúng tôi cũng lần lượt di chuyển tới đó, mặc dù Dư Thành Trạch có hơi bất mãn nhưng nhìn tình trạng này của chúng tôi thì cũng biết chúng tôi không thể đi được nữa. Ông ta đành phải rầu rĩ đồng ý. Lão Yên nhìn về phía Dư Thành Trạch nói, tôi nói này giáo sư Dư, ánh nắng chói chang như vậy mà sao không thấy anh đổ mồ hôi vậy? Lời này của ông ấy kỳ thật cũng không đúng, không phải Dư Thành Trạch không đổ mồ hôi, so với bộ dạng đổ mồ hôi đầm đìa của chúng tôi thì trông ông ta đúng là rất thoải mái. Dư Thành Trạch chỉ nói rằng ông ta không thích đổ mồ hôi, sau đó ngồi sang một bên không nói gì nữa, nhưng tôi lại chú ý tới ánh mắt của ông ta vẫn luôn chuyển động không ngừng, giống như đang quan sát xung quanh vậy. Tôi ngồi xuống thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng đúng lúc này, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm đó lại xuất hiện. Thứ gì vậy? Tôi chợt đứng dậy hét lên, nhưng phía sau lưng tôi là Lão Yên đang ngồi ở chỗ dốc cát chứ không có thứ gì khác. Lão Yên lo lắng nhìn về phía tôi, hỏi tôi có phải đã xuất hiện ảo giác rồi không? Tôi lắc đầu, không có, mọi người ở chỗ này đợi tôi đi xem một chút. Vừa dứt lời tôi đã cầm súng lên rồi đi vòng ra sau dốc cát, nhưng trước mặt là một mảnh trống rỗng, chẳng có gì cả. Trường An, cậu nghỉ ngơi một lát trước đã. Rắn độc đi theo tôi, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ anh ta cho rằng do trời nóng quá nên tôi mới hồ đồ như thế. Điều này cũng khiến trong lòng tôi cảm thấy có chút bực bội, muốn chứng minh bản thân không có hồ đồ, nhưng trước mặt thật sự chẳng có gì cả. Tôi ủ rũ ngồi bệt xuống đất lần nữa, không buồn nói chuyện. Nói cho tôi biết về cảm giác của cậu đi. Lúc này Manh Hiệp mở miệng nói. Tôi hỏi, anh thực sự tin vào những gì tôi cảm thấy không? Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 87, Rắn Thủy Tinh. Không nói tới vấn đề tin hay không tin, ở một nơi quỷ quái như sa mạc này cũng không thể sơ suất được, bởi vì cậu không biết khi nào sự sơ suất này sẽ giết chết cậu. Anh ta bình tĩnh trả lời,
Đây có thể coi là kinh nghiệm của anh ta. Tôi thấy anh ta chịu nghe thì cũng nhanh chóng nói cho anh ta biết cảm giác của mình trên đường đi. Anh ta cau mày đứng lên rồi vểnh tai cẩn thận nghe ngóng, sau đó hỏi tôi có biết gì về rắn thủy tinh không. Rắn thủy tinh? Tôi lắc đầu, bởi vì tôi chưa từng nghe nói đến thứ này bao giờ. Manh Hiệp không giải thích, chỉ gật nhẹ đầu với Lão Yên, mọi người cẩn thận chút, cảm giác của Trường An chưa chắc đã sai, nếu tôi đoán không lầm thì chúng ta sắp đến gần vùng đất chết rồi. Đúng vậy. Lão Yên ừ một tiếng, nếu dựa theo suy đoán thì cổ quốc Trường Dạ nằm ở khu vực biên giới giữa vùng đất chết và vùng đất không người. Manh Hiệp suy nghĩ một lúc rồi nói, năm đó anh ta đọc được trong một cuốn sách cổ, nói thứ có khả năng xuất hiện nhất ở khu vực biên giới này chính là rắn thủy tinh. Thấy anh ta lại nhắc tới rắn thủy tinh lần nữa, khiến tôi không khỏi tò mò hỏi anh ta rốt cuộc đó là con gì. Đúng như tên gọi, loại rắn này toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh hoặc khối băng, nên còn được gọi là rắn băng. Manh Hiệp dùng tay miêu tả, nó cao khoảng nửa người, nhưng cơ thể lại cực kỳ mảnh, dưới sự phản chiếu của mặt trời, ngay cả khi nó đã đến bên cạnh cậu thì cậu chưa chắc có thể nhìn thấy được. Khi nghe anh ta nói vậy, tôi cũng nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, lại nhớ ra anh ta nói không thể nhìn thấy nó, cho nên sau khi dùng súng bắn vài phát ở xung quanh và chắc chắn rằng không có thứ đó ở đây thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Manh Hiệp mỉm cười bảo tôi đừng quá lo lắng, nói là tính công kích của những con rắn này không mạnh, miễn là tôi không chọc đến chúng nó là được. Vậy ánh mắt mà tôi cảm giác được dọc theo đường đi này là của rắn thủy tinh sao? Tôi quay đầu nhìn về phía sau, nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bởi vì ánh mắt đó quá giống con người. Manh Hiệp cũng không chắc chắn, nhưng đây là khả năng có thể xảy ra nhất. Chúng tôi nghỉ ngơi tại chỗ hơn 2 tiếng, sau khi tránh được khoảng thời gian nắng nóng nhất thì mới lần nữa xuất phát. Trong khoảng thời gian này, tôi lại cảm giác được ánh mắt quỷ dị thêm mấy lần nữa, tôi vốn muốn đi thăm dò nhưng lại bị Manh Hiệp ngăn lại. Mặc dù không biết anh ta muốn làm gì, nhưng tôi biết anh ta làm vậy là có lý do của mình, cho nên tôi cũng thuận theo ý của anh ta mà vờ như ở phía sau lưng không tồn tại ánh mắt đó. Sau khi khởi hành lần nữa, Dư Thành Trạch dường như càng mất kiên nhẫn hơn, động tác của ông ta rất nhanh. Cho dù là cát nóng hay nắng như thiêu đốt cũng không hề ảnh hưởng đến ông ta, chỉ trong chốc lát ông ta đã cách chúng tôi một đoạn. Mọi người nói xem, ông ta đang muốn làm gì mà vội vàng như vậy? Rắn độc cau mày. Tất cả chúng tôi đều lắc đầu, hành vi của Dư Thành Trạch thật quái đản. Rõ ràng trước đó ông ta đã muốn chúng tôi chết, nhưng lúc này dường như ông ta đã dừng lại. Vành tai của Manh Hiệp giật giật, sau đó đột nhiên nói một câu, mọi người nói xem, ông ta hành động vội vã như vậy, có phải là đang cố ý để chúng ta nhìn thấy không? Chúng tôi nhìn về phía Manh Hiệp, anh ta bị chúng tôi nhìn như vậy thì có chút sững sờ, sau đó hỏi chúng tôi làm sao vậy? Lão Yên vỗ đầu một cái, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, chẳng lẽ cổ quốc còn có thể chạy? Quên đi, dù mục đích của ông ta là gì, hiện tại chúng ta cũng đã bị ông ta lừa, cho nên đều cẩn thận đi. Tôi nhún vai, tiếp tục đi về phía trước. Trường An. Lão Yên bỗng nhiên kêu tôi một tiếng, tôi quay đầu lại hỏi ông ấy có chuyện gì vậy? Lão Yên không nói gì, chỉ làm vài động tác về phía tôi, sau đó dùng khẩu hình nói, trên lưng của cậu có thứ gì đó. Nhiệt độ ở trên người tôi cũng lập tức giảm xuống, chỉ thấy toàn thân rét run, cứ vậy mà cứng cổ liếc nhìn về phía sau lưng, nhưng trong tầm mắt lại hoàn toàn không nhìn thấy gì. Nhưng dáng vẻ của Lão Yên thì trông không giống như đang nói đùa, nên tôi không thể làm gì khác hơn là đứng bất động ở chỗ đó. Những người khác cũng không dám cử động, chỉ có rắn độc đứng trước mặt tôi đang từ từ tiến lại gần tôi, trong tay cầm cây gậy, vừa đi vừa dùng khẩu hình hỏi Lão Yên trên lưng tôi có cái gì. Rắn. Lão Yên dùng khẩu hình nói. Tôi lập tức cảm thấy sau lưng có thứ gì đó động đậy, cảm giác lạnh lẽo này lẽ ra phải dễ chịu nhưng lại khiến tôi cảm thấy hoảng hốt. Rắn độc từ từ tiến lại gần, thậm chí hơi thở cũng chậm lại, mà tôi cũng bị bộ dáng của anh ta làm cho tinh thần căng thẳng cực độ, sau đó liên tục mở miệng dục anh ta nhanh một chút. Rắn độc không để ý đến sự thúc giục của tôi, động tác di chuyển của anh ta vẫn rất chậm rãi. Mặc dù chỉ cách có 1 mét ngắn ngủi nhưng anh ta phải mất 1 hoặc 2 phút mới đến được, sau đó anh ta đột nhiên nói một câu, Trường An, cậu cảm thấy thế nào? Hả? Trong lúc tôi cảm thấy khó hiểu thì thấy anh ta đột nhiên nghiêng người sang một bên. Cây gậy giương lên rồi rơi xuống lưng tôi, sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng chít chít rồi đột nhiên bị rắn độc kéo về phía anh ta. Tôi nhanh chóng quay đầu lại,
chỉ thấy có thứ gì đó phản chiếu trong mắt mình, rồi nó biến mất không thấy đâu nữa. Là rắn thủy tinh. Lão Yên và Manh Hiệp đi tới, Lão Yên nhìn vết tích ở trên mặt đất rồi gật nhẹ đầu xác nhận. Chương 88, hành động lạ. Tôi run rẩy nói, thứ này sẽ không ở trên lưng tôi suốt chặng đường, đúng không? Cũng chỉ có cách này mới có thể giải thích tại sao chỉ có một mình tôi mới có thể cảm nhận được ánh mắt này. Mà lần nào cũng không tìm thấy được nó, cho dù là rắn thủy tinh thì vẫn phải có chút dấu vết. Manh Hiệp vỗ vai tôi không nói gì thêm, nhưng thái độ của anh ta rõ ràng là ngầm thừa nhận. Tôi lau mồ hôi trên trán, gần như sắp khóc luôn rồi, không phải anh nói thứ này có tính công kích không mạnh à? Đúng là không mạnh, nếu không thì bây giờ cậu đã chết rồi. Mí mắt của Manh Hiệp thậm chí còn không nhấc lên. Tôi nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn hay oán giận khi biết có một con rắn nằm ở trên lưng của tôi lâu như vậy mà tôi lại hoàn toàn không phát hiện ra, liền cảm thấy lạnh cả người. Lão Yên liếc mắt nhìn tôi nói sở dĩ thứ này đi theo tôi, có lẽ là vì trên người của tôi có thứ gì đó hấp dẫn nó. Có lẽ là vì tuổi của cậu còn nhỏ. Manh Hiệp ra hiệu cho mấy người khác bao vây tôi vào giữa rồi thuận miệng nói một câu. Tôi hỏi anh ta có ý gì, anh ta chỉ nói rắn thủy tinh có thể nhìn thấy mạch máu trong cơ thể con người, máu chảy càng nhanh thì càng thích. Mà tôi còn là người trẻ tuổi nhất và năng động nhất trong số mấy người này, lại di chuyển dưới ánh nắng chói chang, cho nên mới dễ thu hút những thứ này. Tôi không nói nên lời, hóa ra tuổi tác còn nhỏ cũng là sai sao. Cũng may Manh Hiệp nói đúng, thứ này không có tính công kích, sau khi bị phát hiện cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tốc độ của mấy người có thể nhanh hơn một chút không? Không biết Dư Thành Trạch đã quay lại từ lúc nào, ông ta đột nhiên mắng một câu, nhưng chúng tôi đều phớt lờ ông ta, cứ chậm rãi bước đi. Sắc mặt ông ta tối sầm, cuối cùng tức giận nói, tôi đã tìm được một chỗ thích hợp để dựng lều. Tới đó nhanh đi, trời cũng sắp tối rồi. Mọi người nghe được lời này của ông ta thì đều có chút sững sờ, bởi vì cho tới tận bây giờ ông ta chưa từng làm qua loại chuyện này. Chúng tôi nhìn nhau một cái, trong lòng âm thầm đề phòng, rồi đi theo ông ta. Dư Thành Trạch cũng không lừa chúng tôi, nơi ông ta tìm được quả thực rất thích hợp để cắm trại vào ban đêm. Sau bữa tối, chúng tôi tập hợp lại rồi nói chuyện phiếm. Theo lời của Lão Yên thì chúng tôi đang ngày càng gần với cổ quốc Trường Dạ. Dư Thành Trạch ở một bên nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, không biết có ý gì. Nhưng Lão Yên vẫn phớt lờ ông ta, chỉ nói với chúng tôi tiếp theo cần phải chú ý cái gì. Càng đến gần cổ quốc, nguy hiểm càng nhiều. Trường An, nếu chúng ta gãy ở điểm cuối, chuyện đi này xem như công cốc. Sau khi dặn dò rất nhiều, ông ấy đột nhiên thở dài, sau đó nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cộng thêm việc chính bản thân ông ấy suýt chút đã trúng chiêu liền thở không nổi, huống chi hôm nay còn phát hiện ra thi thể cấp dưới của ông ấy. Tôi trịnh trọng gật đầu, bảo ông ấy đừng quá lo lắng, dù sao bản thân cũng đã chạy tới nơi này rồi, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Rắn độc ở bên cạnh cũng tỏ vẻ tới đâu hay tới đó, dù sao tình huống xấu nhất cũng chỉ là một cái mạng mà thôi. Ngủ đi. Cảm xúc của Lão Yên không được tốt lắm, sau khi dùng túi ngủ che đầu liền ngủ thiếp đi, về phần có thể ngủ được hay không thì e rằng chỉ có ông ấy mới biết. Thấy Lão Yên đã ngủ, rắn độc đi tới đổi thuốc cho Manh Hiệp. Gần tốt rồi, thể chất của anh đúng là rất lợi hại. Ngay cả rắn độc vốn ít nói cũng không khỏi cảm thán một tiếng khi nhìn thấy vết thương ở trên người của Manh Hiệp đã gần như khôi phục. Manh Hiệp xua tay nói cơ thể đã quen với việc bị thương nên đương nhiên sẽ hồi phục nhanh hơn một chút. Rắn độc cười cười cũng không nói thêm gì nữa, sau khi thu dọn đồ đạc xong cũng chui vào túi ngủ. Đúng lúc tôi tưởng Manh Hiệp cũng sẽ đi ngủ thì lại thấy anh ta chợt quay đầu lại rồi nói với tôi một câu, cậu rất giỏi. À, tôi có chút sững sờ, kể từ khi chúng tôi tụ hợp lại thì cả đoạn đường này có thể nói là chật vật chạy trốn, anh ta nhìn từ chỗ nào mà thấy tôi giỏi chứ? Manh Hiệp chỉ vào Lão Yên, sau đó nở một nụ cười hiếm hoi, lâu lắm rồi tôi mới thấy Lão Yên quan tâm đến một người. Thậm chí chỉ mới quen biết nhau trong một đoạn thời gian ngắn, tôi tin trên người của cậu nhất định phải có lý do nào đó mới khiến ông ta để ý như vậy. Tôi nghĩ đến hình xăm cửu long ở trên lưng, sở dĩ Lão Yên chú ý đến tôi hẳn là vì thứ này. Lúc ông ấy nhìn thấy hình xăm thì đã tiến lại gần tôi, về sau ông ấy cũng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi không nói cụ thể với Mạnh Hiệp vì Lão Yên từng cảnh báo tôi rằng trước khi nhận tôi vào ngành,
Tốt nhất là càng ít người biết về hình xăm của tôi càng tốt. Ờ thì, rốt cuộc các người làm ngành gì vậy? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi có chút ý động. Lão Yên vẫn luôn nói ngành này ngành nọ không ngừng, nhưng lại không nói chi tiết cho tôi biết. Nói thật, tôi khá tò mò. Manh Hiệp nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ông ấy còn nói với cậu về chuyện này à? Xét thái độ của Manh Hiệp, tôi mới ý thức được ngành này hẳn rất bí mật, nên tôi không đề cập đến việc Lão Yên muốn đưa tôi vào ngành, chỉ nói là ông ấy không cẩn thận đã nói qua. Nếu cậu không có hứng thú, sao Lão Yên có thể nhắc tới? Anh ta nhếch miệng, sau đó mang ẩn ý sâu xa nói, nếu đã là người Lão Yên nhìn chúng, đương nhiên ông ấy sẽ giải thích cho cậu. Nếu lúc này không nói, có thể là do thời cơ chưa đến, cho nên cậu cứ chờ thêm đi. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, Nhện khổng lồ. Nhìn thấy anh ta như vậy, tôi càng có thêm hứng thú với cái ngành này. Thấy anh ta không muốn nói, tôi đành phải bỏ cuộc, nghĩ rằng Lão Yên nhất định sẽ nói ra chuyện này khi ra khỏi sa mạc. Nhưng chúng tôi có thể thoát ra ngoài không? Tôi thở dài trong lòng, cũng ngừng trò chuyện. Thay vào đó, tôi quấn mình trong túi ngủ và mở to mắt cảnh giác. Bíp! Đêm càng lúc càng tối, lúc tôi đang chuẩn bị ngủ thì chợt nghe thấy một tiếng còi lớn. Tại sao trong sa mạc lại có tiếng còi? Tôi tỉnh dậy ngay lập tức, sau đó bò ra khỏi túi ngủ và bước ra ngoài lều để xem thứ gì đang phát ra tiếng còi. Bíp bíp! Tiếng còi càng lúc càng gấp, tôi tiến về phía trước vài bước, cảm thấy làm ra âm thanh hẳn là người nào đó. Mà người có thể tới được chỗ này nhất định không đơn giản, biết đâu người đó có thể mang đến cho chúng tôi một số thông tin, cho nên trong lúc tôi đang hưng phấn thì động tác ở dưới chân càng nhanh hơn. Sắp đến rồi, tôi hưng phấn xoa xoa hai tay, luôn cảm thấy nếu tìm được người thổi còi thì chúng tôi sẽ có thể tìm được cổ quốc Trường Dạ, sau đó thuận lợi đi ra ngoài. Bang 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 bang, đột nhiên vang lên tiếng súng, tôi gãi đầu ngơ ngác, xung quanh không có ai cả, tiếng súng phát ra từ đâu? Đúng lúc này, tiếng còi lại vang lên, lần này còn gấp gáp hơn vừa rồi, mà tôi cũng quên mất tiếng súng và tiếp tục bước về phía trước. Thằng nhóc cậu không muốn sống nữa à? Một tiếng hét lạnh lùng truyền đến, cùng với âm thanh đó, tôi cảm thấy đầu đau nhói. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lão Yên đang cầm một khẩu súng ở trong tay, báng súng chĩa vào tôi, dường như ông ấy chính là thủ phạm khiến đầu tôi đau nhức. Ông làm gì vậy? Tôi đang tìm người mà. Tôi tức giận. Tôi lắng nghe thấy tiếng còi ở ngay trước mắt thì bị Lão Yên quấy rầy. Lão Yên nghe vậy, suýt nữa đã dùng báng súng đánh vào đầu tôi lần nữa. Nhóc con, cậu mở to mắt nhìn rõ ràng cho tôi, trước mắt cậu rốt cuộc là thứ gì? Sau khi bị Lão Yên mắng, tôi mới tỉnh táo lại, tiếng súng càng lúc càng chói tai, vật bị súng tấn công chỉ cách tôi 2 mét. Một con nhện cao bằng nửa người và rộng hơn nửa mét đang nằm trên sườn dốc, đôi mắt như đèn lồng đỏ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu không có Lão Yên kịp thời giữ chặt tôi, có lẽ đợi thêm một lát nữa bản thân tôi đã trở thành món ăn trong mâm của nó. Manh Hiệp và rắn độc đang dùng súng trấn áp con nhện khổng lồ, Lão Yên cũng nhân cơ hội này kéo tôi từ từ lùi lại. Đúng lúc này, con nhện đột nhiên liều mạng bò về phía trước vài bước, sau đó đứng dậy như người rồi từ bên trong cái đuôi của nó phun ra một sợi tơ trắng như tuyết, nhanh chóng quấn lấy người tôi. Tránh ra! Lão Yên đẩy tôi ra. Mắt thấy tơ nhện sắp quấn lên người ông ấy. Bản thân tôi còn chưa kịp lo lắng thì tơ nhện này dường như mọc ra con mắt, sau đó vòng qua người ông ấy rồi hướng thẳng tắp về phía tôi. Tôi lộn nhào tránh thoát một đợt, sau đó rút con dao găm ở bên hông ra nhìn chằm chằm vào tơ nhện. Cái thứ đồ chơi này vậy mà lại có mục tiêu. Tôi biết suy đoán này là đúng, bởi vì rất nhiều lần những sợi tơ nhện đều cọ sát vào cơ thể của đám người Lão Yên, nhưng lại không hề có ý định tấn công bọn họ. Trường An, có phải trên người của cậu có thứ gì đó không? Mắt thấy súng không có tác dụng gì với tơ nhện, Lão Yên cũng rút dao găm ra rồi hét lớn về phía tôi. Tôi lắc đầu, chúng ta đều có những thứ giống nhau, tôi. Nhưng vừa nói đến đây thì tôi đã ngừng lại, bởi vì ở chỗ của tôi thực sự có một thứ mà bọn họ không có, chính là thứ màu đen trông giống như phân và nước tiểu kia. Lúc tôi cầm lấy thứ này vốn muốn nói với Lão Yên, nhưng lúc đó ông ấy đã bị trúng chiêu. Cộng thêm chuyện của rắn thủy tinh đã khiến tôi quên mất chuyện này. Lão Yên thấy tôi sửng sốt,
Sau khi cắt đứt một mảnh tơ nhện xong thì chạy đến bên cạnh tôi, vỗ vào gáy tôi một cái. Sao con người cậu cứ vào thời điểm mấu chốt lại luôn sững người vậy, ngại mình sống lâu à? Tôi đang định lấy cái thứ đó ra cho ông ấy xem thì tơ nhện lại quấn tới, tôi chợt khom người xuống, lão Yên nhanh chóng cắt đứt đám tơ nhện này. Sau đó dùng chân đá tôi ra xa, cút ra xa một chút, nếu cậu không ở đây thì cái thứ này sẽ mất đi mục tiêu. Tôi biết ông ấy nói không sai, cho nên tôi vừa chạy về phía lều vừa sờ vào trong túi của mình tìm cái thứ trông giống như phân và nước tiểu. Cũng không biết là do tôi quá căng thẳng hay là do nó quá nhỏ, thế mà sờ mãi cũng không chạm tới được. Rắn độc, nhắm vào con mắt của nó. Lão Yên hét lên. Tôi nhìn lại thì thấy Mạnh Hiệp cũng đã buông súng, cầm loan đao đang di chuyển ở trong đám tơ nhện. Lão Yên phối hợp với anh ta tấn công những tơ nhện khác, trong lúc nhất thời chỉ còn rắn độc đang cầm súng ở trong tay. Rắn độc lắp đạn rồi ngắm vào mắt của con nhện. Có lẽ là do động tác của rắn độc đã khiến con nhện cảm thấy nguy hiểm, cho nên tơ nhện vẫn luôn tìm tôi cư nhiên đều quấn tới chỗ của rắn độc. Bọn họ không có chuẩn bị, cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy cả người của rắn độc bị tơ nhện quấn lấy rồi té ngã trên đất. Rắn độc! Tôi hét lên một tiếng, sau đó quay người chạy về. Rắn độc không hề hoảng sợ, anh ta dựa vào khẩu súng để chờ mình, thậm chí còn để mặc cho con nhện kéo mình đi, trong khi họng súng đã chĩa thẳng vào mắt của con nhện. Bùm! Một viên đạn lao đi nhưng vì bị kéo lê trên mặt đất mà mất đi độ chính xác, chỉ trúng một chân của con nhện. Tiếp tục. Chương 90. Mê hoặc. Lão Yên hét lên, sau đó cầm dao găm lên rồi lao tới bên cạnh rắn độc, dùng sức cắt đứt tơ nhện. Động tác của Manh Hiệp càng hung bạo hơn, anh ta chạy thẳng đến trước mặt con nhện, giơ loan đao lên và chặt đứt chân con nhện. Có hai người bọn họ phối hợp, con nhện nhất thời buông lỏng cảnh giác. Mà rắn độc cũng nhân cơ hội này mà bình tĩnh bắn thêm một phát súng nữa, mà một súng này cũng vừa lúc đánh trúng vào mắt trái của con nhện. Con nhện phát ra tiếng tê tê, cuối cùng không cam lòng mà rút lui. Còn đám người lão Yên thì nằm tê liệt ở trên mặt đất thở hổn hển, đặc biệt là Manh Hiệp. Vốn anh ta đã có thương tích ở trong người, bây giờ sau một phen giày vò như vậy, thậm chí có nơi còn có vết máu mờ nhạt rỉ ra. Mọi người không sao chứ? Tôi biết chuyện này là do bản thân đưa tới, có chút áy náy mà hỏi một câu. Lão Yên tức giận nói, thằng nhóc cậu bị làm sao vậy? Đang yên đang lành chạy ra ngoài làm gì, có kéo cũng kéo không được. Nghe bọn họ nói lúc đầu tôi đang ngủ rất ngon, nhưng đột nhiên tôi đứng dậy như bị mộng du. Ban đầu bọn họ còn tưởng là tôi muốn đi tiểu tiện nên cũng không coi trọng, nhưng sau 2 phút còn không thấy tôi quay về, bọn họ cảm thấy có gì đó không thích hợp nên mới ra ngoài tìm tôi. Sau khi ra ngoài thì thấy tôi đang đi về phía trước một cách máy móc, bọn họ la hét mấy câu thì không thấy tôi có phản ứng gì, cho nên mới dứt khoát đi theo xem tôi đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi nhìn thấy con nhện thì bọn họ mới biết đã xảy ra chuyện xấu, nhưng ai có thể ngờ chẳng những không xua đuổi được con nhện mà tôi cũng không bị tiếng súng đánh thức. Vẫn tiếp tục đi về hướng con nhện, thẳng cho đến khi lão Yên dùng báng súng đánh tôi một cái thì thần trí của tôi mới quay về. Nghe bọn họ nói xong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ, cho nên tôi đã vội vàng nói ra cảm giác của mình. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi nghe thấy tiếng còi, tôi cảm thấy chủ nhân của thanh âm này nhất định có thể giúp được chúng ta, cho nên tôi mới mơ mơ màng màng đi như thế. Tôi vừa dứt lời thì cũng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Bản thân còn chưa xác định âm thanh này là địch hay bạn, cho dù là bạn thì cũng không thể không có chút phòng bị nào mà đi ra ngoài như thế. Lão Yên suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói tôi có thể đã bị thứ đó mê hoặc, sau đó còn hỏi tôi có chắc là ở trên người không có thứ gì kỳ lạ không. Thật sự có một cái. Tôi vội vàng lấy cái thứ màu đen trông giống như phân và nước tiểu ra, sau đó nói rõ nguồn gốc của nó, vốn tôi muốn cầm tới cho ông xem, nhưng sau đó lại quên mất. Lão Yên cũng biết vì sao tôi lại quên mất, trong lúc nhất không nói gì thêm, chỉ cầm lấy vật đó lên rồi lật tới lật, lui kiểm tra, cuối cùng thất vọng nói mình không biết đây là gì. Chẳng lẽ là do thứ này giở trò quỷ sao? Tôi cau mày, đột nhiên nghĩ tới buổi chiều tìm được thứ này, cộng thêm việc Dư Thành Trạch từng đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về còn nghiêng mắt liếc nhìn tôi một cái. Lúc đó tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng bây giờ xem ra rất có thể là ông ta đi xác định xem tôi có mang theo thứ này bên mình không. Nghe tôi nói như vậy, lão Yên cũng cảm thấy có lý,
thi thể của Xích Mao chính là do ông ta làm ra. Thứ này cũng có thể là thủ đoạn của ông ta, còn về việc có phải hay không thì phải để ngày mai làm thí nghiệm rồi mới biết. Làm thí nghiệm thế nào? Tôi hỏi. Lão Yên nhét cái thứ trông giống phân và nước tiểu của động vật vào túi, sau khi vỗ nhẹ một cái nói, thứ này không đơn giản, cho nên cứ để tôi cầm nó đi, để xem tối mai thế nào rồi nói tiếp. Dư Thành Trạch đâu? Thấy ông ấy nói có lý thì tôi cũng không còn cảm thấy vướng mắc nữa, chỉ là sau khi nhìn thoáng qua thì lại phát hiện thiếu người. Lão Yên bĩu môi hướng về phía lều, ông ta không có đi ra ngoài. Tôi cười lạnh một tiếng, xem ra Dư Thành Trạch muốn nhìn thấy toàn quân của chúng tôi bị diệt. Chúng ta cũng trở về thôi, cũng không thể để ông ta ngủ quá thoải mái được. Tôi đứng dậy, đồng thời cũng kéo Lão Yên đứng lên, sau đó để ông ấy đưa cái thứ trông giống như phân và nước tiểu động vật cho tôi. Cậu muốn làm gì? Lão Yên cảm thấy có chút kỳ quái. Tôi cười hì hì nói cho dù có muốn thí nghiệm thì cũng không thể dùng ông làm vật thí nghiệm được. Lão Yên lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng tôi lại nhún vai tỏ ý không sao, nói là cho dù có bị phát hiện thì cũng không sao, hiện tại chỉ là giấy dán cửa sổ vẫn chưa bị xuyên thủng mà thôi. Vậy cũng được, nhưng ngày mai tất cả mọi người phải chú ý một chút. Lão Yên gật nhẹ đầu, xem như đồng ý với cách làm của tôi. Chúng tôi đứng dậy đi về, bên kia Manh Hiệp cũng được rắn độc đỡ đi theo phía sau chúng tôi. Giáo sư Dư, còn chưa bước vào trong lều thì tôi đã lớn tiếng hô một câu. Tôi nhìn thấy trong lều có động tĩnh, tôi hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên ông ta chưa hề ngủ. Dư Thành Trạch từ bên trong lều chạy bước ra, sau khi nhìn thấy bộ dáng này của chúng tôi thì cảm thấy có chút kỳ lạ, các người bị làm sao vậy? Giáo sư Dư không nghe thấy à? Tôi mở to mắt, giả vờ ngạc nhiên hỏi động tĩnh lớn vậy mà ông ta lại không nghe thấy. Quả nhiên, khóe miệng Dư Thành Trạch giật giật, một lúc sau mới nói, tôi ngủ say quá. Tôi ồ một tiếng, sau đó đỡ Lão Yên đi vào, nhưng khi đi ngang qua Dư Thành Trạch thì tôi lại ra vẻ khó chịu mà đụng ông ta một cái. Vừa rồi có động tĩnh lớn như vậy mà ông cũng không nghe được, hiện tại tôi chỉ gọi ông có 2 tiếng thì đã nghe thấy rồi sao? Giáo sư Dư, đừng nói là ông cố ý đấy nhé. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.